Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hiện tại thì đang xuất hiện ở trên con đường Xuân Diệu này, ngay đường Đại Chiến Thắng nha mọi người. Ở đây thì hiện tại đang có cái sân khấu của lễ đua thuyền, sáng thì có khai mạc và diễn ra rồi. Thì bây giờ chúng ta qua bên đó xem thử là hiện tại buổi chiều thì các con thuyền đã tập hợp ở đây thì nó có dáng vẻ như thế nào nha. Vâng mọi người, đây là quang cảnh dọc bờ biển lúc này. Thì đó thì các bà mẹ này đang dẫn con ra để xem thuyền này, các ông bố này vừa đi dạo biển vừa ra xem thuyền ở đây như thế nào. Lúc sáng thì đã diễn ra một cuộc đua rồi, chiều nay chắc cũng diễn ra và đã xong rồi ạ. Đây bây giờ các con thuyền nó đang tập hợp tại đây này. Đây là các đội thi. Khá là nhiều con thuyền luôn. Không biết là bao nhiêu con ta. Mọi người thấy không? Nó nằm được sắp xếp ở ngoài xa kìa. Biển Quy Nhơn bây giờ nó rất là đông vui luôn rồi, gần 5 giờ chiều rồi. Đây là sân khấu lúc sáng đây. Rồi dép nè.